Trong hai ngày 30 và 31 tháng 10, nhiều cây xăng tại Hà Nội xuất hiện tình trạng hết xăng dầu, gây khó khăn cho người dân trong ngày làm việc mới đầu tuần. Cảnh hết xăng còn dầu tại một số cửa hàng thuộc nhóm doanh nghiệp tư nhân tái diễn vào dịp cuối tuần khiến nhiều người muốn đổ xăng dầu chuẩn bị cho ngày làm việc mới rất khó khăn, phải đi xa hơn so với dự định. Tại cây xăng thuộc hệ thống công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ Trường Thịnh, cửa hàng xăng dầu Mỹ Đình, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Tình trạng cửa hàng xăng dầu đóng cửa cả ngày 31 tháng 10, nhân viên cửa hàng trăng dây báo hết xăng. Điểm chung của các đại lý xăng dầu hết xăng, còn dầu trên địa bàn Hà Nội đều thông báo hết xăng, chờ đổ. Các đại lý đều thuộc hệ thống xăng dầu tư nhân, không phải các công ty hệ thống xăng dầu lớn. Tình trạng này ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn cung xăng dầu trên thị trường. Về tình trạng này, ông Nguyễn Văn So, đại diện doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phía Bắc cho hay, tình trạng doanh nghiệp đầu mối khan hiếm xăng dầu đã tái diễn nhưng chủ yếu là cục bộ. Trong các ngày cuối tuần, doanh nghiệp bố trí tái cơ cấu để chuẩn bị tuần mới cho nhằm chủ động nguồn hàng. Mới đây, tại họp báo chính phủ chiều ngày 29 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, thị trường xăng dầu năm nay diễn biến dị biệt, khi từ đầu năm tới tháng 6 giá tăng gần 58% so với cùng kỳ, nhưng từ cuối tháng 6 đến tháng 9 lại giảm liên tục với biên độ lớn, song vẫn ở mức cao so với năm ngoái. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khó khăn, thua lỗ liên tục và phải cắt giảm chi phí kinh doanh, giảm mạnh chiết khấu bán hàng, nên đơn vị bán hàng lẻ bị ảnh hưởng chi phí, giảm sản lượng, ông nói. Trong quý 3 năm 2022, nhập khẩu xăng dầu đã giảm 40% về xăng và 35% về dầu, trong đó chỉ có 19 trên 34 đầu mối thực hiện nhập khẩu. Những con số này cho thấy sự thiếu hụt về nguồn cung xăng dầu.